Hai cô nàng có thân phận hoàn toàn khác nhau là Thầm Thấm và Thầm Nhất. Thầm Nhất là một nữ họa sư tài sắc vẹn toàn, cô đang tìm kiếm tỷ tỷ không rõ tung tích của mình. Trong khi đó, Thầm Thấm là đại tiểu thư của phủ tướng quốc, nàng sở hữu nét đẹp khuynh nước khuynh thành. Nàng được phụ thần sắp xếp cho hôn sự của mình. Thế nhưng, vì không muốn trở thành công cụ tranh giành quyền lực, mà Thầm Thấm đã âm mưu đổi mặt để thay đổi thân phận với một người khác trước ngày xuất giá, và người bị đổi mặt không ai khác, đó chính là Thập Nhất. Vô tình trúng kế của Thầm Thấm, sau khi tỉnh dậy, Thập Thất đã được gả vào phủ của Tiêu Tướng Quân. Lúc này, nàng cũng mới phát hiện ra bản thân đã trở thành Thầm Thấm. Không chấp nhận sự thật nên Thập Thất đã đi tìm Thầm Thấm để đòi lại thân phận. Thế nhưng, nàng lại bị Thầm Thấm dùng tính mạng của tỷ tỷ uy hiếp, buộc nàng phải ở bên cạnh Tiêu Hàn Thanh. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.